Hello, xin chào anh chị nha. Ngày đây ở nhà kiểm xe, hôm qua đi mua xe tanh bành khói lửa rồi. Anh em đi mua được toàn chứ em báo đi không được cái gì, thôi ở nhà cho nó chắc đi. Đúng nè. Để coi có xe gì quay cho anh chị, xe gì ta? Ủa cái lăng của mình đang làm cái gì? Lên màn hình à? Dạ dạ. Cậy cậy mấy cái mép nha, cậy mình lòn nhẹ vô chứ để nó mẻ mấy cái cạnh nè, cạnh dạ. Nó bằng da. Nó dễ có dấu lắm. Cạnh nó giật mạnh ra. Nó giật mạnh ra chứ đừng có cậy nhiều quá. Cậy nhiều quá nó có dấu. Màn hình gì 2K hả? Đâu coi. Mới nhất chưa? Thế hệ mới nhất chưa? Mới. Không có 4K hả? Thu luôn chơi gì mà 2K thôi. Có Apple CarPlay. Có Apple CarPlay nữa. Không dây luôn hả? Bộ CarPlay. Rồi thôi cứ lắp thử đi. Cứ hệ chip điều hành nó ngon là được. Hả? À, chạy xuống kho cho nó rộng á. Cho đây nó rộng quá. Nhiều anh chị hỏi cái quy chắc đây nó lên đồ chơi gì mà nhiều vậy to. Mà anh cũng không thích xe đồ chơi thì em mới mua được một xe đinh. Xe đinh để đâu? Dưới kho à? Để thôi đi xuống dưới kho. Tại vì ngày hôm qua em mua về là cứ tập chung xuống dưới đó hết chị. Cái này á là cái phuộc BB51 đây, nó chỉnh giống như cái xe lăn của em vậy anh chị, nó là OME của Úc. Cái này nó chỉnh cầm bao và cầm rét là 8 chế độ luôn á. À, cái này 5 nắp mềm. Cái đó chỉnh là gọi là độ nhúng và độ nhẹ của phuộc. Anh chị nào đi cái phuộc này mới đầu đi nó rất là khó đi. Anh chị đi anh chị quen, anh chị thích cái cảm giác nào đó anh chị chỉnh dần dần nó mới ra được cái thông số mà như mình mong muốn. Nó khác với mấy cái phuộc khác. Thì anh chị nào biết về cái đồ này thì mới thấy xe này là rẻ, chứ còn không biết thì thấy nó là đắt anh chị. Đó, cái này là 222. Anh lên cặp billet này, billet này cũng xịn nè anh em. Như chip chân ga chân đồ 789 triệu anh chị nha. Nội cái phuộc không mà anh chị mua là bảy mấy triệu không? Phuộc không mà bảy mấy triệu anh chị. Chứ chưa nói đồ ráp to lắp đồ này. Anh chị cứ lên search phuộc BB51 ôm mẹ nay bán nhiêu, ảnh mới gắn thôi, ảnh cũng xài được có mấy ngàn cây à. Tiếc là em cũng không có mấy cái xe Ranger này, có em cũng gỡ ra rồi. Em gỡ ra rồi em bán xe đinh cho anh chị. Này, cái đây chip chân ga nè, racing chip nè. Nó cái E cộng và NS, S cộng, R, R cộng, cái này cũng mắc lắm á. Cái này như mấy chục hả? Không, cái đó như bộ mấy triệu. Đâu, racing chip mà. Nó có bộ chip chân ga thường với loại racing nữa, racing chip nó mắc hơn chứ. Lớp là anh chơi lớp gai bự nè. Đó. Xe có mười mấy ngàn cây rồi anh chị, 2022. Đó, anh chị nào thích độ xe này nọ thì thôi mua xe này, nó độ cũng em thấy cũng vừa phải, không có màu mè. Đó, còn Ranger đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiếc Ranger để anh chị tham khảo. Ranger Sorento, Fortuner Legender, đó, VinFast, Testonary nè anh chị, Testonary có 1000 cây à, 807 2023 nè. Đó, hoặc là mua VinFast, VinFast Lux SA 700 mấy. Cái này có 749 à. Mà chạy cái VinFast lúc ở đây nó hay hơn Testori á. Không biết sao anh chị cứ thử. Còn này Tucson nè, thằng này ông vua giữ giá luôn. Tucson máy turbo 2021 785. Đó, ông vua giữ giá cùng máy turbo anh chị. Còn xe này mới về. Cái này mới về ngày qua. Đánh bát nè. Có được cái đồ gì nữa đây? À, xe cho về Gia Lai hả? Gia Lai dành hả? À, xe này Gia Lai dành rồi anh chị. Xe này Innova 2019 mà đẹp lắm. Nó đi có 5, anh chủ xe đi 50.000. Nhìn cái bát cửa này anh chị. Anh chị nhìn cái bát cửa này, mới tin nè. Đó, mấy cái Innova lại mua mấy xe một chủ với là cọp này á. Là em mua. Khách hỏi xe này rất là nhiều, nhưng mà xin lỗi anh chị là em phải tìm đồ em mua. Còn mấy cái đồ này là đồ của nhà em nè. Đó, em phải đi lựa từng cái đồ Panasonic nó gửi về. Gửi về hết. Đó, Innova. Innova 2019. Cái này 2019 nó còn đẹp ha. Rồi. Ủa, xe này còn sạch quá. Đó. Innova là mình coi mấy điểm thôi, mấy cái bát cửa mát đồ rồi. Anh chị coi mấy bát cửa, nhìn mấy cái khóe vô lăng này, đó anh chị coi mấy cái khóe vô lăng này, đó nhìn nó tươi không,
đó, mấy cái này, mấy cái phím bấm này kèm theo cần số này, đó nó phải đều vậy, nó đều với nhau, nó mới là nó mới đều hết anh chị, chứ không có gì nó vàng nó bù ghê lắm. Đây 50.000 cây này, 50.000 cây xịn đồng hồ luôn anh chị. Đó, giá thì để về Gia Lai rồi mấy bạn dọn sơn tút thêm cái gì nữa mới tính chi phí được, nhưng mà bảo đảm anh chị là toàn bán Innova là giá hợp lý và bao rẻ cho anh chị. Đó, máy móc 7 màu hết này. Đó, đèn đốm này nó phải sáng này, két nước này nó phải xịn này, đó, bình nước nó phải trắng này. Chứ Innova mà anh chị coi mấy cái này nó vàng hết rồi. Một số chỗ mới là mấy cái chỗ kim loại á, dễ dọn dễ rửa nhất, còn mấy chỗ nhựa nhất là không rửa không dọn được, nên là phải coi cái độ đều của xe anh chị nha. Độ đều của xe Innova Fortuner là dễ dọn, dễ bị dọn lại lắm anh chị. Đó, mấy cái pha điều này, mấy xe này cũng mới về pha điều. Trên coi pha điều đây 2021 20.000 cây này, 339 triệu này. Đó, anh chị nào mua cái xe pha điều này cũng hay lắm này anh chị, chạy êm ái này. Nè Nam quay vô. Đó, chạy êm ái nhỏ gọn trong thành phố đầm chắc và tầm tiền nữa, mà đời cao nữa. Bảo hành lên tới 10 năm của hãng sản xuất nữa. Đây CRV màu đỏ nè, có 6.000 cây à. Em đang kiểm tra lại mình mua xe của người ta là mình kiểm tra được nội thất với lại máy móc. Còn mà gầm bệ mà kiểm tra chi tiết á, là phải đội lên như thế này nè anh chị mới xem được. Đó các bạn, các khâu kiểm tra nè, có nhiều cái thế làm nó nghiệt ngã. Cái này em bắn, cái này là máy ốc mở nè. Em biết lý do tại sao mở không? Cái đây là nó bắn chống rỉ nè, nên là phải mở ra mới bắn được chứ. Đó, à, còn mấy cái đầu nè, đầu cản nè, còn mới tinh nè. Đó, đúng 6.000 cây à, chắc nè, còn mới tinh nè, mấy miếng nhôm nè. Đó, không xích, mới tinh là 6.000 cây anh chị. À, bản Sensin 2020, 800 mấy thôi anh chị. Đó. Đi đâu đây? À, à đủ, nghĩa. Toàn chung Honda học vô chơi. Nãy tưởng mua xe chứ, tưởng khách nào mua xe chứ. Nhìn quen quen, đó là nhân viên của Toàn Trung Honda Gia Lai anh chị. Đang mấy bạn đang detailing. Xe này cũng mới mua nè anh chị. Hai, xe này có hai mấy ngàn cây rồi. Ủa cái này mới quá, cái này lên được màn hình Android rồi. Đó pha điều của này em cũng gom được mấy cái xe đẹp cho anh chị. À, anh chị tham khảo, anh chị nó quan tâm liên hệ mấy bạn nha, 0777262609 anh chị, 23 hoặc là 28 hoặc là 79 anh chị nha, đổi hai cái số đuôi sau, hoặc em để dưới phần mô tả. Anh chị nào coi video em mà ít coi bị chậm á, là do anh chị không biết đăng ký kênh. Anh chị nào không biết đăng ký kênh thì kêu con em mình đăng ký giùm cho, tại vì đăng ký khi nào em đăng cái là nó hiện lên liền, chứ còn anh chị không đăng ký là mấy ngày sau anh chị mới được coi, giống như anh chị là người không theo dõi á. Đó thì theo dõi em Toàn có nhiều cái hay lắm, lâu lâu có nhiều cái xe nó cũng hay lắm anh chị. Thì video này không phải video tổng hợp xe, nên là nó chỉ là cái video báo những cái xe mới về, dành cho những anh chị nào mà đang quan tâm và theo dõi và có gì điện thoại bán hàng. Tại vì em không báo giá, là tại vì cái giá mà lên cửa hàng á là cái giá chuẩn, còn giá đây là có khi là anh chị mua bây giờ là giá nó khác, còn mua lúc mà dọn xong nó khác, là dư dọn nó khác, nó có nhiều giá, nhiều option lắm, nên là em không báo giá được nha anh chị, đỡ mất lòng. Cái này là cái Outlander 4.000 cây nè, cái này là bản full nè, full là phanh điện tử nè, điện tử nè, đó, cái này cửa nóc nè, đúng không? Cái này thì đang dọn cái này 2022, cái này là 2020, nhiều quá cũng quên luôn rồi, cái này 2021 hay sao á, bản brand có rửa đèn nè, đèn bi nè. Nằm lắc mới nằm bên đó, 21 đúng không? 21 bán 600 mấy thôi. Xe này bán 600 mấy thôi. Đó. Anh chị nào thích cái xe Outlander 7 chỗ của Nhật nè. Hồi xưa mua cả tỷ bạc á mà giờ bán dày á. Rồi, xe này thì Everest máy dầu 230 anh chị nha, 23 máy dầu. Còn mấy cái này là cái Mazda. Mazda đây
biển Sài Gòn Luxury 221 hay 220 gì đó. Đó, hôm nay 525 Luxury anh chị, màu đỏ pha lê cũng đẹp. Morning. Còn này cái biển 66 cái Ford Eco, cái này thì giá nó có 300 mấy thôi anh chị. Cái dòng này thì toàn không bán theo giá thị trường, giá thị trường nó 216 đây phải 38 39 nhưng mà toàn bán rẻ rẻ cho anh chị. Cái dòng này nó em cũng không ưng lắm. Alo. Xe này bữa cho khách mượn đúng không? Khách bảo hành lên bảo hành em cho mượn xe khác chạy về anh chị. Cái xe đó đi nhiều quá, trăm mấy chục ngàn cây mà anh sao anh định được? Em gửi cho đối tác đi, hỏi là định bao nhiêu rồi báo người ta. Thì nói người ta là người ta đi bán được thì tốt, mà không bán được thì không biết chỗ bán thì mình nhờ đơn vị khác, chứ mình không có thu cái xe này. Cái này 349 triệu anh chị nha, 216 90 ngàn cây. Đó, anh chị nào coi mua thì có thể lên xem trực tiếp hoặc là mang vô hãng test anh chị nha. Mấy xe này thì em muốn anh chị mang đi test tiếp thoải mái hết đi. Mấy xe nào em bán không phải về giá bán mà giá rẻ thì mong anh chị cứ test thoải mái nhất, hoặc là nhờ thợ hay gara coi đi, ok là mua. Chứ để sau này mất lòng mang tiếng. Em chỉ muốn bán rẻ cho anh chị những cái xe mà đời cũ, nó không đâm đụng hay gì hết, nhưng cái dòng Eco mà đi nhiều cây số là em không khoái lắm. Cái xe Ford là những cái xe mà máy dầu đi nhiều cây số nó bền, mà những cái xe mà Ford mà đi nhiều cây số máy xăng nó xuống rất là nhanh. Thì mỗi dòng nó mỗi cái đặc thù, giống như Toyota mà nhiều cây số máy xăng đi cũng cứ 100-200 ngàn thì nó cũng không sao hết. Mà riêng những cái dòng Ford, những cái dòng mà xe Mỹ, những cái dòng xe độc á, thì anh chị nên tránh mua những cái xe nhiều cây số. Cái đây em cũng nhiều lúc em cũng tránh, ít khi em mua lắm. Thì sẽ có nhiều anh chị hỏi sao tôi cũng có những cái xe này mà ông không mua. Thì cái xe này khách người ta đổi, bắt buộc em phải đổi, em kiểm tra thì nó cũng tương đối. Có nhiều cái Eco mà 3-40 ngàn cây mà nhìn nó chán đời, nó xuống nhanh lắm anh chị. Đó thì đó, cái đặc thù của dòng xe này vậy, nên anh chị phải hiểu. Nó không được bền đâu. Dòng Ford máy xăng không bền, giống như mấy cái Ford Coupe, Ford đồ á, em không mua đâu. Anh chị chào em Ford Coupe, Ford đồ nhiều lắm, em không mua. Ford máy dầu thì em mua, và Ford máy xăng là em né. Không phải vì nó hao xăng, mà vì thằng Ford nó sản xuất máy xăng em thấy nó không có bền. Không có bền, không hiểu sao nó không có bền. Xăng là một chuyện nhưng mà đồ đạc nó xuống nhanh, nó không có bền. Máy móc hộp số là nó xuống 399 triệu. Cái này là cái Switch này có 27.000 cây anh chị, 216. Máy 1.4, anh chị nào thích máy lớn thì mua cái xe đó. Khách hứa cũng đang tham quan coi Carnival, mấy chiếc Carnival đó, khách cũng đang coi Camry, Camdo rồi đó. Thôi mình xuống kho đi, xuống kho đi hơn anh chị ha. Mấy chiếc này thì anh chị thấy đó, em đi một vòng cho khách hàng coi mấy cái xe, thử coi khách hàng nào ưng xe nào không họ liên hệ đó. Đây là xe còn xe ở toàn trung thành phố Hồ Chí Minh anh chị nha, 793 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Còn mà chi nhánh, cái này chi nhánh ở chi nhánh 2 anh chị nha. Còn cái một là toàn trung Pleiku, 276.000 cái thành, cũng số lượng xe cũng 5-70 xe tại cửa hàng. Rồi giờ nhảy xuống kho. Cứu hộ. Để chờ em đấu giá cái biển số đẹp em định danh luôn anh chị nha. Cứu hộ mới đi bảo dưỡng cái xe cứ con cưng của em. Mua máy tắm nhôm. Em mua mua máy tắm nhôm về em làm xe cổ của em anh chị. Mấy xe cổ của em đó mới bảo dưỡng về nè. Anh em thợ không biết đi em lên em chạy thắng đâu có ăn đâu. Mấy ổng đi làm ở ngoài anh chị, làm gara ở ngoài. Bố thắng tào lao thiên địa đây nè. Xài thắng không, đây là thắng bố bình thường thôi, nhưng mà dán bố nó mòn cái mấy anh em đi dán á, dán bên ngoài á, mà dán sao bằng nhà máy nó làm. Trường hợp dán á, với điều kiện á là xe đó mình mua không có đồ hay gì, mình dán cái hãng nó bán có bao nhiêu đâu mà đi dán rồi xài mấy bữa nó nứt rồi cũng phá hư xe hết. Em đi lên xe mà em nhớ cái xe này em mua từ mới, bảo dưỡng hãng hết, mà giờ đưa cho mấy ông không bảo dưỡng hãng hết. Sao rồi, thấy rồi, khác không, nó tốn tiền nhưng mà nó phải khác chứ.
Lam ngồi hết nhiêu, 20 à? 19 triệu mấy trăm. 19 mấy đúng không? Cái bố thắng là... Bố thắng là 2 triệu mấy. Bố thắng hả? 2 triệu rưỡi đúng không? Mình tán bố là hết đã 5-700 rồi đúng không? Bao nhiêu ta? Tán bố thì mất coi như cũng triệu mấy á. Triệu mấy đây, thêm triệu nữa thắng thấy nó khác không? Nó nhiều liền đúng không? Tại vì nó rinh theo nhà máy, nó cái chất bố với cái kia nó khác. Cũng là bố nhưng mà nhà máy nó sản xuất cho cái xe này, cho cái tăng bua nó đồ nó chuẩn hơn. Chứ ở ngoài là cạnh tranh về giá thôi chứ còn mà. Nên là xe em là ai mà mang ra ngoài làm nữa là mệt á. Tại vì xe em mua mới mà. Tất cả các anh chạy vào hãng hết bao nhiêu rồi? 157.000. Anh chị thấy ghê không? Xe em từ cái mùa dịch tới giờ, lúc mà dịch á là em mới mua cái xe này. Tại vì lúc mà dịch là chỉ có cứu hộ mới chạy được, còn xe ngoài không chạy được, mà khách thì không tới cửa hàng xem xe được, lại mua cứu hộ, mua mới tinh luôn, đóng rẹt rẹt trong vòng như có 1 tháng chứ mấy hả, là có xe chạy tới giờ này nó chạy lên 157.000. Thì giống như mình kiếm tiền từ nó, giờ mình phải phục vụ lại nó chứ. Thay hết tất cả các nhiên liệu lại của hãng hết chưa? Thay hết rồi, chất cầu chất số rồi thay cùng. Tất cả nhiên liệu là chất lỏng là thay hết, thay của hãng lại hết đúng không? Không có làm tùm bậy tùm bạ nữa nha. Ngày trước đó là em rảnh đó, là lúc nào em cũng là vô hãng, sau này em bận quá là anh em cứ tài xế này tài xế kia là quăng tùm lum. Con Vinh này không biết nè, ổng cứ mang vô hãng, giao tài xế khác là bắt đầu là mang ra ngoài làm, đi dọc đường hư chỗ nào làm đó là không được, cứ đến định kỳ là mình phải làm. Lúc nó chuẩn bị hư là mình làm nó mới hiệu quả, chứ còn mà để nó hư nó phá tùm lum rồi thôi tốn tiền hơn đúng không? Mấy cái đồ ở dục gì chứ để chi, treo cho cái ông tài xế đó, treo vô cổ ổng tầm bậy tầm bạ, thay đồ dỗ mất. Giờ em phải bỏ ra em thay đồ hãng lại hết anh chị. Bi bọng mấy ổng là thay đồ dỗ hết, em bắt đục ra luôn, đục ra thay bi hãng cái đồ hết. Hãng là nó có nguồn gốc rõ ràng đấy, phải không? Thắng cà xịt rồi chứ không? Tí nữa em chạy thử coi. Giờ có xuống kho không? Giờ có xuống kho không? À đi luôn à, tưởng xuống kho em chạy xuống kho. Xe buýt à, đây. Rồi xuống kho với Toàn nha anh chị. Tiếc gì đâu anh chị, anh chị đừng có tiếc. Tiếc là nó tính là rẻ mà không rẻ anh chị. Tiện học viên nha anh chị, rửa xe, dọn rửa xe, học sơn xe rồi thu nhập cũng tốt lắm anh chị. Mới city giờ cũng rẻ nè, có 440 mấy triệu bằng xe này, giờ giá nó bằng city top thôi. Đó giờ nó chày mấy chỗ là bắt đầu em phải chà ra, chích lại rồi bắt đầu mới tút đốm anh chị. Có mấy ông thợ già ông mới tút đốm cho em được. Cái này bản L anh chị nha, bản L. Cái này nó có bản G này, L và RS, cái này bản L bản giữa. Cái này 40 mấy ngàn cây. Giá nó thì rẻ thôi, xe này 221 anh chị, 449 triệu bằng cái xe City form cũ anh chị, 2019-2020 á. Mà anh chị được cái này cái form mới rồi. Đó, có cruise control ở đây đủ hết, lợi xăng, form mới tiết kiệm. Em đang dọn lại, sạch sẽ cho anh chị. Tút tiết dọn là gì đâu, tút tiết là thôi. Mâm nó là mâm phay nè anh chị. Đó, mâm phay nè, mẫu mới rồi. À, có 440 mấy triệu một chủ mua từ mới. Nên là bữa giờ toàn ít mua City CVT này vậy. Tại vì toàn canh mấy xe này nó rẻ rẻ nè, toàn mua rồi bán. Đó máy móc này anh chị, mới tinh nè. Đi tuy là hơi nhiều nhưng mà họ đi họ cũng giữ, nên là máy còn mới tinh nè, chỉ có chày xước bên ngoài thôi. Nó còn cái chất anh chị, có nhiều người đi ít mà không có giữ, nó không có hồn. Carnival nè, vò bự quá nó hay chày mấy mớp mấy chỗ là phải chày chấm là phải tút gan vậy đó. Cái này biển Sài Gòn nè, 12835. Cái này hình như có 10.000 cây thôi đúng không? Xe này 9.000 cây, có 9.500 cây. Bản Platinum nó có này anh chị, nó có cái núm xoay nè, cái bản Luxury nó không có, dán keo hết nè. Cái dòng này nó là 8 chỗ anh chị nha, 8 chỗ, giá nó cũng rẻ. Giá nó bao nhiêu ta? 1.99. Có 1.1 90 mấy triệu mà có cái Carnival mới tinh mấy dầu thì tội gì mua Sedona anh chị. Tội gì mà mua Sedona. Giờ Sedona em thấy anh em nó bán cũng 1.1 rồi, 1.1 mấy rồi.
Carnival đẹp hơn chứ, đúng không? Đẹp hơn, nói gì nói đẹp hơn mà nó còn ít cây số, nó có mấy ngàn cây. Giờ anh chị mua Sedona phải nó 40-50 ngàn cây, mà 1 tỷ, 1 tỷ mốt rồi. Giờ đây 1 tỷ mốt mấy chục, giá trị gấp chục lần anh chị ha. Máy dầu nữa, máy dầu thế hệ mới nó êm lắm. Máy dầu Kia, máy dầu thế hệ mới này, nó êm lắm anh chị. Đó, máy Smart Trim nè, turbo nè, nó êm lắm chứ không phải như Sedona máy thế hệ cũ giống Santa Fe đâu. Máy này nổ êm mà chạy bốc lắm, lợi dầu 2.2, chạy sướng. 8 chỗ ngồi rộng rãi luôn. Switch nè, switch giống giờ em nó đi nè. Cái này 220 anh chị, cái này 440 mấy ra. Đang tút lại, nay em bán 440 mấy triệu à. Xe này một chủ mua mới 38.000 cây, nội thất lên màu kem nè. Có màn hình jet tích nè. Ủa, màn hình jet tích ngon hơn màn hình anh luôn á. Anh chị phải thông cảm. Alo. À. Bảy ngàn cây hả? Mới tin rồi, bớt 5 triệu ra, 50 triệu ra. Nhầm số tự động. À, đúng rồi, dạ. Em là anh chị thông cảm là tại sao là em cứ quay video mà cứ nghe điện thoại nhiều anh chị kêu lọc sọc quá. Em kêu nói thiệt cho anh chị. Anh chị đi theo em ở hoàn cảnh em mới biết. Điện thoại em lúc nào cũng phải 24/24. Lúc nào cũng phải chờ. Những anh em lái nè, những em hoa tiêu nè, những người mà họ đi bỏ thời gian đi vài trăm cây số để họ tới họ coi xe để về họ tả cho mình. Ok, mình chuyển tiền họ, họ chạy về họ lấy mấy đồng, mấy đồng tiền gọi là nhỏ thôi. Đó, mà mình không tôn trọng họ, mình không nghe hay không xử lý. Em là phải nhanh gọn gọn à, kịp thời à. Nên là nhiều lúc anh chị cũng phải thông cảm là em phải nghe để có mua hay không mua. Còn người ta còn đi về nữa. Đó, họ lấy của mình có một lần chuyến xe có mấy trăm rồi mấy triệu à. Nên là bỏ công bỏ việc họ đi. Có khi là anh chị điện cái là đêm em cho người đi, sáng mai mới tới nơi đi. Nhiều lúc 400-500 cây số không được là còn cho họ về nữa. Nên anh chị phải thông cảm nha. Số em số tổng đài lúc nào cũng liên tục. Nên anh chị hỏi mua xe em không bán là được là vậy đó. Anh chị khiếu nại là em xử lý được. Anh chị khiếu nại mà anh chị khi mà đã mua rồi á, còn mà chưa mua anh chị khiếu nại thì các bạn cũng sẽ quản lý, sẽ hỗ trợ. Còn mà tiếp theo nữa là công việc đó, phải một ngày em có thể nhận 100 thông tin về xe đi coi xe cho em, nhưng mà có khi em mua được có 10 xe. Nói vậy. À, mới mua được cái mẹt GLC mà 218 ở Bình Định á, 2250 mà Formatic mà giá rẻ như Tucson vậy anh chị. Đẹp có 18.000 cây à. Tí nữa để em cho nó vô Sài Gòn. Không biết xe đó giờ mua Bình Định thì mang về Gia Lai. Anh chị coi kênh của Xuyên Vi á thì hỗ trợ nha. Đó, cò anh em cò lái gửi xe nhiều lắm. Ngày nào cũng gửi quá trời. Đó, mấy cái này là mấy cái Mitsubishi. À, xe này của cái xe sơn nhiều đây là không phải của mình nè. Ủa, cái xe này của ai anh? À, không phải của mình đúng không? Mình đâu có xe như vậy. Thấy chưa? Xe của người ta anh chị, không phải xe của em. Sơn. Đó, vô trong đi, vô trong coi mấy cái xe. Anh chị đừng có gửi xe Jeep hoặc là UAZ hoặc là mấy kia, em không mua đâu. Em là dòng em thích lăn là em chỉ mua lăn thôi. Và lăn là lăn đời từ 197 mấy hoặc 6 mấy thôi. Còn mà xe 198 mấy trở lên thì em có nhiều xe đẹp rồi em không có mua. Mua nát là phải nát luôn rồi, là đời phải nát bét luôn rồi. Này như hai con này là 2020. Xe này đi chắc nhiều rồi. Bao nhiêu ta? Mùng qua em một ngày em mua 5-7 xe, nhiều lúc em cũng không nhớ hết. Đó. 59.000. Đó, nhìn chắc đây là biết là đi nhiều rồi. Dọn đi, cứ dọn bình thường đi. 59.000. Đó, nhìn chắc là biết đi nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn tương đối anh chị, tương đối quy chắc anh chị. Cái này 21.000 cây anh chị nha, 21.000 cây. Cái này quy chắc 21.000 cây, 2022 đúng không? Xe này 2022. Cứ kêu định giá miết à. Định hoài muốn bán.
Ủa xe nó đi nhiều quá, chắc không thu đâu em ơi. Quy chắc. Không, anh chị nào mà không thích xe độ, xe rin đây, xe này cũng rin nè. Hai mấy ngàn cây, 21, 22 qua anh mua, anh quên trả thôi. Biển Sài Gòn. Mấy xe bán tải Sài Gòn đi còn đẹp lắm. Bán tải anh thích coi những cái gầm còn đen thui thùng còn sạch nữa. Thùng còn sạch nữa. À. Máy Biturbo cũng còn mới anh chị, giờ 700 mấy anh chị. Xe này em bán cho anh chị 749 triệu anh chị nha, 749 triệu. Suzuto nữa nè, Suzuto hơn 300 số sàn, 220. Em đang mua chỉ có 7.000 cây à, ở Bến Tre đang cho anh em đang đi mua. Cái này 28.000, cái này bán chị 339 triệu. Cái này số sàn 4.4 bạn đủ anh chị nha. Khai điêu. Máy rửa nước nóng đây hư rồi. Máy cách chơ mà hư rồi. Máy nó hư rồi. Để đi mua cái máy cách chơ khác. Ủa cái cổng OTD của xe này đây. À. Này mới mua. Này khách hôm bữa mua mình, giờ họ bán lại. Xe này 2022 anh chị. Xe này khách mua em biển Sài Gòn, anh luật sư anh mua giờ anh bán lại. Ồ, có cái Civic đây chắc mang ra thanh lý lại đi em ơi. Civic này anh chị, em bán có 700 mấy bản RS, bán rẻ anh chị. Em lời có 20 mấy triệu à. Mà lúc về là ảnh đã cộng 100 triệu, ảnh kêu 5 ngày lấy. Mà cứ 5 ngày, rồi 15 ngày, rồi giờ tới 1 tháng mấy rồi. Tính theo tiền lãi ngân hàng là giờ em lỗ rồi. Có nhiều anh chị vô từ từ, nếu mà anh chưa mua thì từ từ anh chị mua, chứ tự nhiên anh chị cọc xong rồi em bán thì bán cũng không được, mà xe càng ngày để nó càng rớt giá, rồi đến dẫn đến bây giờ này không biết anh chị có lấy không, cứ để miết vậy. Tới giờ này cũng hơn tháng rồi nha anh em, chắc xe này lấy ra thanh lý đi. Xe RS nó bán có 700 mấy cách đây 1 tháng, quá rẻ anh chị, rẻ quá anh mua luôn, anh thấy giá hợp lý quá anh hay coi video anh cọc luôn. Rồi tới giờ này anh cứ để bán đất cái tới giờ này rồi em cũng không biết sao luôn. Đấy, CRV nè, Camry nè, Elantra nè, Nissan nè, mấy cái Nissan nè. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Anh chị nào mà có xe bán thì liên hệ em 0772626 nha, hoặc là 0772626 23. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em, và số điện thoại em để ở dưới phần mô tả anh chị nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều.